Và trước khi em nói cái lời hứa đó, trước khi em nói một cái lời hứa mà em đến Indo gặp Vi, là em đã có tình cảm với Vi rồi. Là em đã có tình cảm với Vi rồi. Đó, trước khi em đến. Nhưng mà lúc đấy Vi vẫn chưa yêu em đâu. Thật. Lúc đấy Vi vẫn chưa yêu em. Bọn em chưa gọi là người yêu được. Đúng rồi, tri kỷ thôi. Chưa chưa gọi là người yêu. Nhưng đến khi mọi người biết vì sao, mọi người biết vì sao bọn em yêu nhau. Nói chung là kể cái câu chuyện này ra thì nó buồn cười lắm. Bởi vì là nhiều người ở đây, nhiều anh chị theo dõi em từ rất là lâu rồi thì sẽ biết. Khi em đến Indo, đầu tiên em đã có tình cảm với cả Vi rồi. Vi cũng thế, Vi cũng có một chút tình cảm với em. Nhưng Vi vẫn sợ. Sợ là gì? Sợ em là một người ở đất nước khác và sợ em là người lừa dối Vi. Em chỉ muốn là đến làm gì? Thực hiện lời hứa của em, đến chụp với bạn ấy một bức ảnh. Nhưng mà ngờ đâu sang nhìn chết thật. Ui giời ơi. Ông Jacky ông cười cái gì? Ông Jacky fake này. Ông ra kim phách này, ông cười cái gì hả? Ôi, của khỉ. Thật sự lúc đầu là chưa, lúc chưa đến là em cũng cũng có cảm tình rồi, có cảm tình, nói chung là cũng thấy mến rồi, nhưng mà đấy chưa phải gọi là yêu, đấy không gọi là yêu đấy. Thế là xong. Thế là em nghĩ là em vẫn cứ buồn cười, thề luôn. Em nghĩ là em vẫn buồn cười. Em nghĩ là em vẫn buồn cười cơ mà. Em vẫn buồn cười là không hiểu kiểu gì. Em đến thì mọi người biết không? Tối hôm trước trước khi em gặp Vi, bởi vì là em đến Indo là em sẽ đến trước Vi, à em đến Indo đến Bali là trước Vi một ngày. Như mọi người theo dõi thì mọi người biết. Đến trước Vi một ngày đúng không ạ? Em đến tối mà để đi ra đón Vi. Không ngủ được. Em bảo mẹ, bình thường thì mình có thế này đâu nhỉ, mình bảo động cơ gì mà lại không ngủ được, không hiểu kiểu gì nhá. Hôm đấy em không ngủ được, em thề mọi người là em không ngủ được luôn. Mọi người có thấy em like đến tận khuya không? Mọi người thấy em like tận khuya xong rồi em lại bảo Tuấn Anh này này, Tuấn Anh nó cũng không ngủ được, nó không biết là Vi cao hay thấp nhỉ. Thế là bắt đầu hai thằng bắt đầu nói chuyện một lúc, xong em bảo thằng Tuấn là thôi mày ngủ đi, mày toàn chuyện tào lao. Ừ. Thế là xong bắt đầu nó bảo nó ngủ, nhưng mà thực ra mình có ngủ được chó đâu. Tại sao nhỉ? Thế là xong mình à, không biết cao hay thấp. Không biết là như nào. Không biết là có xinh như ở ở ở trên live không. Đấy là những câu hỏi đầu tiên mà trước khi chuẩn bị em gặp Huy, gặp Vi. Tại sao nhỉ? Không biết là có xinh như ở trên live không, không biết là có nhí nhảnh, có vui tính như ở trên live không. Đầu tiên em rất là ngại, thật. Đầu tiên khi em gặp Vi, khi em nhìn Vi, em rất là ngại, thề luôn, em rất ngại luôn, cực ngại luôn ý. Nhưng mà đến khi mà Vi đi ra gần đến em thì không hiểu kiểu gì. Thề luôn. Cái cảm giác, em thề luôn, cái cảm giác nó thật là cảm giác. Thật, thề lúc bắt đầu đi ra Vi ra thì tưởng là em ngại. Nhưng khi đi Vi đến gần em, bởi vì làm sao em thấy Vi cứ ngại, Vi cứ lè né. Thì em bảo đi ra đây, đi ra đây thì rất là bình thường thôi, em bảo đi ra đây thôi. Nhưng mọi người biết không, càng vẫy thì kiểu lại càng ngại, à Vi lại càng ngại. Thế em mới nghĩ trong đầu bảo bây giờ